Kính chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Chuyện vượt biên hay vượt biển thì nhà nào chả có. Nhất là vào những thập niên đầu khi Việt Cộng chiếm được miền Nam. Chuyện thì thiên hình vạn trạng đủ kiểu. Vì có thể bạn đã từng là nhân vật chính, hoặc đã nghe lại từ gia đình hoặc người xung quanh về cuộc đào thoát vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam sau ngày toàn trị. Có rất nhiều sách vở ghi lại những trang sử đau thương đó, hoặc cho chính mình, cho gia đình mình, cũng là những nhắc nhở cho thế hệ về sau những cái chết chóc hàng loạt của người Việt Nam vượt biển đi tìm tự do. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên. Nhóm tổ chức đưa 8 người ra một hòn đảo ngoài khơi của Nha Trang. Vào năm 1983, họ phải núp lẻn trên đảo vắng. Qua 6 ngày đêm mà vẫn chưa thấy thuyền lớn đến đón họ đưa đi vượt biển. Biết bị lừa nên nhóm 8 người yêu cầu thuyền nhỏ phải đưa họ về lại đất liền. Khi thuyền vào cách 200 mét thì bốn người nhảy xuống nước bơi vào. Nhưng ba người đến được bờ, một người bơi không nổi nên bị chết đuối. Câu chuyện có tiêu đề Những chuyện ghé đời mong manh, tác giả Kim Thanh. Mời quý thính giả nghe tiếp phần 2. Xong xuôi ghe nổ máy trực chỉ Nha Trang. Tôi ngoảy cổ nhìn về phía lùm cây mỏm đá và bãi trù, vẫy tay chào tạm biệt như một cơn ác mộng. 20 phút sau, đến khu vực bưu điện và thành phố leo lét ánh đèn đường, tự dục nhảy xuống đi. Tôi không chịu, anh bảo 100 thước sao còn xa đến 200 thước vậy, tự nói giọng sờ sệt, vô sâu thêm nữa sẽ bị lộ. Hùng lên tiếng, để tôi lội vô trước coi tình hình rồi nhảy xuống trước tiên. Bỏ mặc thằng em ở lại với hai đứa tôi, chồng và tôi bơi song song gần nhau, liếc mắt trong chừng lẫn nhau, thường bơi theo. Lúc đầu ngang hàng cách bên trái tôi độ nửa thước, rồi càng lúc em càng tụt dần ra sau và tôi không còn thấy bóng đâu nữa. Còn cách bờ khoảng 90 thước, hai chúng tôi bỗng nghe tiếng gọi thất thanh của Cường vang lên trong không gian vắng ngắt. Anh Quỷ ơi, anh Trọng ơi, em đuổi lầm rồi, cứu em với. Tôi quay nhìn đằng sau, thấy Cường trồi lên ngục xuống và nghe tiếng miệu mạo anh Quỷ ơi, cứu em với. Không hiểu sao, có lẽ vì phản xạ tự nhiên, có lẽ vì thương Cường, tôi bơi trở lại về phía em mà quên rằng mình chưa bao giờ học cách, mà cũng chưa có kinh nghiệm cứu người sắp chết đuối. Không phao trồng bơi theo sau la lớn, đừng đừng anh Quỷ ơi, anh sẽ bị chết theo đó. Lúc ấy tôi đã đến chỗ Cường rồi, vừa giơ tay trải ra thì em chụp liền, giật mạnh xuống và toan ôm thân tôi. Tôi hốt hoảng vùng tay phải và lại hết sức bình sinh cổ đẩy em ra. Tuy trẻ nhưng đã trải qua 7 ngày đêm cực khổ trên mỏm đá, chắc Cường không còn sức, hoặc bơi không khá, hoặc cả hai. Chứ bình thường tôi nghe nói người bị nạn sẽ ôm cận lại người cũ, tưởng như một cột nhà, nhất là khi đến giai đoạn trồng cái chuỗi định thẳng đơ. Sau một hồi vật lộn, Cường cuối cùng buông tay tôi. Tôi vội vàng đạp nước bơi đi thì em cố chụp lại chân và hụt. Trong đường tơ kẻ tóc, tôi thoát ra một khoảng cách vừa phải rồi ngưng bơi 2 giây để thở. Vừa lúc ấy trồng xa tới, thấy tôi không nhúc nhích, tưởng cũng đang trồng cái chuỗi, nghĩa là hệ cụ nội, bèn bật khóc. Tôi nói anh không sao, chị mệt trồng mừng lắm, đổi thế bơi ngựa, hai tay quạt nước, một tay diều, tôi bơi theo. Không đến nửa phút sau có tiếng thét lẫn tiếng khóc của Cường, anh Quỷ ơi, anh Trọng ơi, cứu em chết mất rồi. Im bặt. Bơi miết tới bờ cát trắng thấp hơn mặt đường gần bưu điện,
chỗ có quán nhậu Gió Khơi số 1 trước năm 1975 về hàng Thùy Dương Lưa Thưa, nay bị dẹp bỏ. Lúc ấy xem đồng hồ thấy 3 giờ sáng, trên đường không một bóng người hay xe, không thấy Hùng đâu. Tôi bảo trọng bây giờ còn sớm quá, mình hãy ngồi núp dưới bờ tường kia chờ đến 4 giờ rưỡi rồi hãy đi. Dạ, người đi tắm biển rồi về nhà. Mạnh Mạnh là bạn thân của tôi, đại úy lực lượng đặc biệt, về nhà chúng tôi thì xa quá và không ai chạy bộ vào giờ ấy sẽ bị lộ. Đúng 4:30 trời bắt đầu sáng, trên đường đã có người chạy hoặc đi ra biển. Hai anh em rời chỗ núp leo lên đường và bắt đầu chạy lúc xúc như tập thể dục theo đường Duy Tân về hướng xóm Bạch Đằng, nơi Mạnh ở. Đi ngang một đồn công an trọng bọc khuỷu chân như muốn khừng lại, tôi phải liên tục nhắc cứ chạy tỉnh bơ để chúng không khỏi nghi ngờ. Cuối cùng cũng đến địa chỉ của Mạnh, có 2 căn giống nhau và sát nhau. Tôi không nhớ căn nào là của Mạnh. Sau 1 giây lưỡng lự, tôi gọi đại một tiếng Bắc Kỳ 2 nút, nhừ nhừ của một người đàn bà còn ngại ngủ vòng ra ai đẩy tìm ai. Tôi trả lời tôi muốn tìm ông Mạnh, vẫn tiếng Bắc Kỳ 2 nút cọc lóc nhà ông Mạnh bên kia. Chị Mạnh mở cửa, ngón tay đặt lên môi ra dấu im lặng và đẩy ngay 2 đứa vào trong, khóa trái cửa lại, nghĩa là chị đã nghe những lời đối đáp từ căn nhà bên cạnh. Mạnh cười cười nhìn 2 đứa nói nhỏ, nhà đó là của thằng công an khu vực chuyên nhục người vượt biên, may cho hai ông nó mà mở cửa là tiêu đời. Rồi Mạnh pha cà phê mời uống, đưa cho mỗi đứa một bộ quần áo và nói chút nữa tôi sẽ chở Quý về trước và nói về Thư, đến tối qua chở chồng về. Mẹ và ba em gái Huệ Trân, vợ Thư, Bội Trân và Huyền Trân đã biết tin bệ Mạnh do trừ chở cháu Tú đến tận nhà báo cho biết, cho nên không ai ngạc nhiên khi thấy Mạnh đầu xe trước ngõ thả tôi xuống hỏi han đủ chuyện trên đạp. Tất cả quay về đề tài người chạy đuổi Cường. Khi thấy tôi cứ ân hận mà mẹ bảo con đã làm hết sức mình để cứu nó mà không được, thôi đừng ấy nãy nữa. Trong khi tôi nằm đạo, mẹ đã sai Huyền Trân đạp xe ra xưởng dệt, bảo tôi bị bệnh nặng xin nghỉ 1 tuần, cho nên trở về sáng ngày hôm sau hết hạn nghỉ. Tôi phải đi làm lại không ai nghi ngờ, vì 7 ngày đêm gian khổ và mặt tôi tái xanh hốc hác thấy rõ, trừ một cô bạn của Huyền Trân tên Thanh là người nghiện đi vượt biên bị bắt máy bận nên mũi rất thỉnh, thấy tôi đau cô tủm tỉm cười thông cảm. 2 ngày sau sạc Cường nổi lên tấp vào bờ Thiên Hà Hiệu Kỳ đi xem đông. Nghe Trự kể có cả mẹ Hồng, mẹ người chị của Cường, họ chỉ biết đứng nhìn và khóc thầm, không dựa vào chứng cớ nào công an cho đó là xác của người vượt biên chứ không phải đi tẩm, cho nên thân nhân không dám đứng ra nhận vì sợ bị tra hỏi hoặc tạm giam. Bọn chúng vào thời đó ác ôn với những người phản bội tổ quốc trốn ra nước ngoài có lẽ cột moi tiền, khác với sau này no rồi chúng dễ dãi hơn. Mẹ Cường phải bỏ tiền thuê một người dân liều mình đứng ra nhận xác con đem đi chôn, sợ lộ tôi không đến xem. Nhưng sau đó một mình lên lầu trước bàn thờ Chúa, tôi quỳ xuống đọc kinh cầu nguyện cho em Cường, anh xin lỗi đã không thể cứu em được, xin em thông cảm và đừng giận anh, suốt đời anh sẽ không quên em. Thôi em hãy ra đi bình an, không còn lo lắng hồi hộp sợ hãi gì nữa, vĩnh viễn xa lìa cái chế độ khổ nạn này. Liên vợ của Trọng ở Phan Rang giới thiệu một ông thầy mỏ chàm đoạn về vượt biên như thần. Mẹ tôi vô tháp chàm thăm gia đình Liên, nhưng tiện gặp hỏi ông về việc đi định tương lai,
Tôi là chùa ghét và không tin thầy bói sáng hay mù, kinh hay chàm, nhưng chiều mẹ sáng thứ bảy nghỉ việc với lại xe đò đi Phan Rang cùng với em Bội Trân ăn trưa xong. Liên diện chúng tôi đến nhà ông chàm gần đó. Tôi vừa lò dò bước vô cửa, chưa kịp chào thì ông thầy tuổi độ 60 mặc áo và quần xà rong tặng như người miên vẻ dữ tợn, chỉ vào bản mặt tôi mà nói một tràng hét giọng lơ lỡ: ông mới đi vượt biên hụt trở về phải không? Có một con ma nam nó đang theo ông và nó thương ông. Con ma nó còn trẻ chừng độ 17-18 tuổi thôi, nó chết đuối trong chuyện vượt biên cùng với ông. Ông ráng cứu nó mà không được. Tôi giật mình sực sốt nhìn Liên rồi Bội Trân, ngầm hỏi: có phải Liên đã mách được cho ông chàm để quảng cáo? Nhưng thầy nét mặt Liên cũng ngạc nhiên không kém với An Lòng. Và lại thời ấy trước có điện thoại iPad và trọng đang trộm nhà tôi, lại đâu ra đầy đủ tin tức mà nhanh định thể phần khác. Tôi sợ ông thầy là công an dạ dàng chơi đòn phủ đầu nên ngậm miệng không cho biết ông nói đúng hay sai. Chị hỏi: tôi có xuất ngoại được không? Ông khẳng định không. Phải cùng con ma đỏ xin nó tha đừng theo phả anh nữa mới được. Bội Trân nói: nhưng gia đình tôi theo đạo chúa không biết cũng. Ông trả lời: thì mượn người khác cũng thế cũng được. Khi ra về, Bội Trân không quên trả tiền quẻ cho ông. Về lại Nha Trang, Bội Trân kể hết chuyện của ông thầy chàm cho cả nhà nghe. Ai cũng lại làm lạ mẹ tin và ưu tư về việc cùng con ma nam mà mẹ muốn làm lắm, nhưng biết chắc chắn cả con không đứa nào chịu, mà cũng chưa biết nhờ ai cũng thay. Một tuần sau, một bà bạn của mẹ từ Sài Gòn báo tin gấp có chuyến đi sắp sửa khởi hành, bảo đảm 100% ưu tiên cho Trọng và Tú đi trước. Mẹ và Huệ Trân đưa vô tận nhà bà bạn ở chợ Vườn Chuối, hai đứa đi thoát đến Indonesia. Trọng đi rồi bật được một trái bom nổ chậm trong nhà, mẹ vui lắm, lòng thấy nhẹ hơn. Còn lại tiếp theo là tôi, trái bom thứ hai, và Bội Trân, tiếp viên hàng không Ngụy, cũng là hàng độc, bị những thằng công an Việt trồng trồng cây si nườm nượp thay nhau đến nhà quậy rầy quả phiền. Loay hoay tìm mạnh, mẹ quên mất chuyện cũng có ma nam. Một tháng sau, khi trồng ra đi cứu nước từ cầu chữ Y thành công hoàn trạng, thì bà mỗi chờ Vườn Chuối lại nhắn tin có chuyện mới vô gấp, chắc ăn quả rồi. Tôi làm đơn xin nghỉ làm tại xưởng dệt, lại cỡ đi Sài Gòn kiếm việc dạy học nghề cũ của tôi để phục vụ tốt đất nước. Thằng phường trưởng mới nhậm chức là em cùng cha khác mẹ với một người bạn đồng ngủ thân thiết của tôi. Hai gia đình quen biết nhau từ năm 1975, nhắm mắt ký đơn liền. Sau khi nhận được một số tiền trà nước từ tay mẹ, hãy tôi nhắn mặt mẹ bảo: của đi thay người mà con, bây giờ muốn được việc gì thì còn cách đó thôi. Hai anh em tôi lên đường ngay, nhưng đó là chuyện khác lần khác. Trong một bài khác, Tùng Giang Tuấn hồi hộp đau thương và tràn nước mắt như trăm ngàn chuyện ghé đời mong manh khác. Một địa ngục trần gian còn kinh khiếp hơn địa ngục. Trong Virgilio Danter và Phạm Công Cúc Hoa, có tên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, của một loài khỉ đột đã biến thành người hiểm ác nhất hành tinh, được gọi là Việt Cộng. Kính thưa quý thính giả, trên đây là câu chuyện vượt biên nhóm tổ chức đưa 8 người ra một hòn đảo ngoài khơi của Nha Trang năm 1983. Họ phải núp trên đảo vặn qua 6 ngày đêm mà vẫn chưa thấy thuyền lớn đến đón họ đưa đi vượt biên. Biết bị lừa nên nhóm 8 người yêu cầu thuyền nhỏ phải đưa họ về lại đất liền. Khi thuyền vào cách khoảng 200 mét thì bộ người phải nhảy xuống nước bơi vô bờ.
Nhưng ba người đến được bờ, một người bơi không nổi nên bị chết đuối. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.